tự tin là một yếu tố quan trọng trong cả công việc và cuộc sống. Dưới đây là một số cách giúp bạn xây dựng và duy trì sự tự tin. Một, tự nhận thức, hiểu rõ về bản thân mình, bao gồm điểm mạnh và điểm yếu. Khi bạn nhận biết được những gì bạn giỏi, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi thể hiện chúng. 2. Đặt mục tiêu rõ ràng, thiết lập các mục tiêu cụ thể và khả thi. Khi bạn đạt được những mục tiêu nhỏ, sự tự tin của bạn sẽ dần tăng lên. 3. Chuẩn bị kỹ lưỡng, với bất kỳ nhiệm vụ hay thách thức nào, hãy chuẩn bị thật kỹ. Điều này có thể giúp bạn cảm thấy tự tin hơn khi đối diện với tình huống. 4. Học hỏi từ thất bại, thay vì sợ hãi thất bại, hãy coi đó là cơ hội để học hỏi. Mọi người đều mắc sai lầm, quan trọng là bạn rút ra kinh nghiệm từ chúng. 5. Thực hành giao tiếp, tập luyện kỹ năng giao tiếp, như nói trước đám đông hoặc tham gia vào các cuộc thảo luận. Giao tiếp tốt sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn trong mọi tình huống. 6. Chăm sóc bản thân, sức khỏe thể chất và tinh thần là rất quan trọng. Thực hành thể dục, ngủ đủ giấc và ăn uống lành mạnh sẽ giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và tự tin. 7. Tích cực, thay đổi cách suy nghĩ của bạn từ tiêu cực sang tích cực. Tìm kiếm những điểm tích cực trong bản thân và trong hoàn cảnh xung quanh. 8. Kết nối với người khác, xây dựng các mối quan hệ tích cực với những người xung quanh bạn. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi có sự hỗ trợ từ bạn bè và đồng nghiệp. 9. Theo đuổi đam mê, tham gia vào những hoạt động mà bạn yêu thích và tạo ra cơ hội để thể hiện bản thân. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy vui vẻ mà còn củng cố sự tự tin. 10. Tự khen ngợi bản thân. Đôi khi, chúng ta cần phải tự nhắc nhở bản thân về những thành tựu và khả năng của mình. Hãy thường xuyên tự khen ngợi và đánh giá cao những gì bạn đã làm được. Hãy nhớ rằng sự tự tin không phải là điều có sẵn, đó là một kỹ năng có thể được phát triển theo thời gian. Nhớ like và share để nghe những video kế tiếp. Chúc mạnh giỏi, may mắn và thành công trong việc xây dựng sự tự tin cho bạn.